chồng. Ủa Liên, sao em ở đây? Chị làm gì vậy? Không thấy người ta đang ngủ hả? Kiếm chồng người ta cho khác kiếm đi. Người ta đang ngủ, ngủ chết luôn. Ủa em gì mới về mà la sùm vậy? Trời đất ơi con nhỏ này, sao anh Hai chỉ cái phòng cho mày, mày không ngủ mày qua phòng anh Hai mày ngủ vậy hả? Anh Hai thì cái phòng của em ấy lạnh hư rồi, nóng quá, qua đây hưởng mát mát một xíu. Làm gì ghê vậy, lớn mà nhỏ mà sao tự nhiên em mới đi công tác có mấy ngày mà em gái anh qua ở là sao vậy? Anh không nói em tiếng nào luôn. Thì nó cũng mới dọn qua. Nhưng mà anh thừa biết là em với em gái anh không hợp nhau rồi, sao mà ở chung được? Thì bây giờ không hợp, tìm cách cho nó hợp đi em. Nên sao mà tìm cách được? Em cũng là chị dâu của nó mà em xét nó. Ra chỗ khác cho tao giùm cái đi. Đang ngủ nữa. Lớn rồi mà. Thiệt á. Ừ, anh chị xin lỗi mày nghe, mày ráng ngủ đi ha. Cảm ơn à. Xin lỗi nó. Thôi đi đi kệ nó, cho ngủ xíu đi, nào tỉnh nói chuyện nó. Đi. Phong Minh mê. Thì anh Hai, anh coi giùm chừng vợ anh đi nha. Không có em một cái á là ý rằng anh bị chị giao qua mặt liền à. Dù gì em nghi á là chị giao có mối quan hệ ngoài luồng với ai á. Bình thường á chị biết anh ghen á, dữ kẻ dữ lắm. Vừa mới hôm qua nè, em thấy chị á tay nắm nắm níu níu với ai trước cổng nhà mình, em thấy tận mắt luôn á. Làm gì có ai trong sáng á mà nắm tay kiểu đó. Với lại chắc yêu sâu đậm lắm mới mò tới tận nhà chứ đúng không? Có chuyện đó luôn hả? Chứ sao? Liên, sao em hay đặt điều cho chị vậy? Em làm vậy chẳng khác nào thọc bậy bánh xe, phá gia đình anh chị. Ủa? Thì em nói sự thật, em tận mắt chứng kiến mà. Có thêm mắm thêm muối gì đâu mà tự nhiên chị nói em vậy. Cô gặp thằng Kiên, người yêu cũ của cô đúng không? Cô có gia đình rồi, cô gặp lại nó để làm cái gì? Hay là cô quên, cô là gái đã có chồng, cô thích bay nhảy giống như thời cô còn con gái hả? Đúng là em có gặp anh Kiên, nhưng mà không có lén lút như em của anh nói. Đó, thấy chưa? Vậy là gặp người yêu cũ. Em không nói xạo rồi nha. Cô mà còn gặp nó một lần nào nữa thì ký vô cái đơn ly hôn luôn nha. Đừng có chọc tôi điên lên, liễu hồn đó. Nè, hai đứa bay nói cái gì mà để cho mặt con dâu của tao nó buồn thiêu vậy hả? Trời ơi, là... thì chị dâu ngoại tình bị anh Hai mắng xối xả xong lên chởn khóc rồi, chắc giờ đang bù lu bù la chởn đó. Không có phải ngoại tình mà lén lút gặp lại người yêu cũ. Cũng như nhau mà. Mày sao tự nhiên mày đánh con? Tao biết ngay mà, mày mà qua đây á thế nào cũng có chuyện thôi. Tao biết mày không ưa chị dâu của mày, nhưng mà làm ơn cũng đừng có đặt điều cho người khác như vậy. Có ngày á mất lưỡi đó nghe con. Đã biết tính của anh Hai mày ghen tuông mù quáng như vậy thì làm ơn bớt bớt cái miệng lại giùm một cái, để cho nhà cửa êm ấm nữa chứ. Còn thằng Trung nè, nếu mà sống không tin tưởng nhau á thì ly dị đi, buông tha cho con dâu tao đi. Trời đất ơi, làm đàn ông gì mà suốt ngày chỉ biết nghe lời em gái của mình thôi, còn không nghe lời vợ mình là sao? Nhưng mà rõ ràng là cái chuyện hôm qua đó, con dâu có gặp cậu Kiên, nhưng người cậu Kiên muốn gặp á là mẹ nè. Anh làm gì vậy? Sao anh tới đây? Trời, lỡ mà chồng em thấy được rồi nghĩ em với anh có chuyện gì nữa là chết em luôn á. Anh về giúp em đi. Hôm nay anh có hẹn đưa thuốc cho bác gái. Mẹ. Trời ơi, cậu Kiến. Mẹ ơi, con á, con trời đất ơi, phải làm phiền cậu Kiên đưa thuốc đến tận đây luôn nè. Mấy bữa nay á tôi lu bu công việc quá, với lại điện thoại cũng hết pin rồi nên quên luôn ngày nhận thuốc. Con cũng nghĩ là bác quên nên là tới tận nhà đưa luôn.
Nói thiệt với bác là con cũng ngại gặp lại Nhã lắm. Sợ chồng Nhã biết lại ghen nữa thì tội. Trời đất ơi, có gì đâu chứ. Mà ghen cái gì mà ghen. Nó mà nảy lửa lên á là bác sẽ lấy nước tạt dập tắt đống lửa đó luôn. Mẹ hỏi thật mày, chị dâu đã làm cái gì mày mà mày tỏ thái độ như vậy với nó vậy hả? Mẹ biết là lúc trước á, anh hai mày chưa có vợ thì anh hai mày chiều chuộng mày. Còn bây giờ nó đã có vợ, có cuộc sống riêng rồi, không còn chiều mày nữa, nên mày đâm ra ghét chị dâu mày đúng không? Ủa, người ngoài á thì mày mãi là người ngoài thôi, mày làm gì binh chỉ với vậy? Với lại á, mày làm vậy bữa sau chị lên đầu ngồi luôn sao? Ghét ai hay là thích ai á là quyền riêng của con mà. Mày ghét ai á thì tao không có cấm, cứ ghét thoải mái đi. Nhưng mà ghét người ta rồi thì đừng có ở đây. Còn mày nữa đó Chung, bộ mày không ghen là ăn không ngon ngủ không yên hay sao? Cứ hở một chút là ghen, hở một chút là ghen. Có ngày á mất vợ như chơi đó nha con. Thì chuyện này cũng tại mẹ chứ ai, sao mẹ không kể cho con biết? Giờ ngồi xuống đi. Anh xin lỗi vợ nha, anh hồ đồ quá. Anh mới nghe chuyện của một phía mà anh không tin tưởng vợ. Mình là vợ chồng với nhau, đáng lẽ ra anh phải tin lời vợ chứ. Chưa gì hết mà anh hấp tấp, nghi ngờ, nặng lời với vợ nữa. Anh hứa là sau này anh sẽ không vậy nữa đâu. Chị dâu, em cũng xin lỗi. Bữa sau em không có nói bậy nói bạ vậy nữa. Không sao đâu, mọi người hiểu được là tốt rồi. Thôi, không có lỗi phải gì nữa hết á. Bây giờ mẹ đói bụng rồi, mình xuống ăn cơm đi nha. Con này, đi xuống phụ mẹ giờ. Dạ. Thôi, mình đi ăn cơm.